Ngày 31 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án công trình trọng điểm có vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước, thăm và nắm tình hình sản xuất tại một số doanh nghiệp sản xuất gạch ngói, vật liệu xây dựng gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn. Đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy đã đi kiểm tra tiến độ thi công công viên Nghĩa trang Nhân dân tại xã An Sinh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Đây là dự án có tổng diện tích 31,2 hectare với quy mô nghĩa trang đô thị cấp 3 có chức năng hỏa táng. Tổng mức đầu tư dự kiến 430 tỷ đồng. Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo tiến độ và những khó khăn vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Bí thư Thị ủy khẳng định đây là dự án xã hội quan trọng, là cầu nối phát triển cơ sở hạ tầng giao thông giữa thị xã Đông Triều và tỉnh Bắc Giang, đồng thời là một trong những tiêu chí góp phần đưa thị xã trở thành thành phố Đông Triều. Công viên Nghĩa Trang có quy mô tập trung, hình thức hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ nhu cầu cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với sự cố gắng nỗ lực của nhà đầu tư, hiện dự án đang từng bước được triển khai. Đồng hành cùng với đơn vị đầu tư, thị xã sẽ tích cực hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo xong trước ngày 10 tháng 8 năm 2021. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị doanh nghiệp phải có kế hoạch tiến độ thi công cụ thể từng tuần, từng tháng trong năm 2021-2022, triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, phải khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý để dự án sớm đi vào hoạt động. Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sân golf Đông Triều, đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm của tỉnh, của thị xã và tạo điểm nhấn về du lịch dịch vụ của địa phương, là công trình chào mừng thành lập tỉnh Quảng Ninh. Vì thế, để tạo được sự đồng thuận của nhân dân, trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, những người có uy tín cùng vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu dự án phải được khởi công trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công cũng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện cửa hàng xăng dầu Bình Sơn Đông và khu dịch vụ tại xã Bình Dương và xã Thủy An do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Bình Dương QN làm chủ đầu tư. Đây là dự án gồm cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp 2, khu dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng nhỏ và rửa xe, khu dịch vụ ăn uống với diện tích trên 22.000 m², tổng mức đầu tư dự kiến 44,2 tỷ đồng. Dự án đã được giao đất giai đoạn 1, nhà đầu tư đang triển khai đầu tư các hạng mục trong ranh giới được giao. Hiện còn một phần diện tích trong ranh giới theo quy hoạch chưa thỏa thuận giải phóng mặt bằng được với hộ dân. Về dự án này, đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục cùng với nhà đầu tư vận động thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư các hạng mục còn lại, triển khai lập quy hoạch khu mở rộng sau quy hoạch phân khu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy cũng đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy chế biến nông sản và kho bảo quản nông sản thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên F1 Global Food tại phường Đức Chính. Dự án có tổng mức đầu tư gần 164 tỷ đồng. Hiện tại, công ty đã hoàn thành xong tất cả các hạng mục xây dựng nhà máy, đang dần hoàn thiện lắp đặt hệ thống dây chuyền, máy móc đạt 80% và tiến hành chuyển giao công nghệ. Qua kiểm tra thực tế về tiến độ xây dựng nhà máy, đồng chí Bí thư Thị ủy khẳng định đây là dự án quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì thế, thị xã đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho công ty như phối hợp tạo điều kiện để các chuyên gia nước ngoài vào để lắp đặt và chuyển giao công nghệ, đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng chống dịch, cách ly tập trung tại nhà máy, hỗ trợ việc xuất nhập khẩu máy móc, phát triển thị trường tiêu thụ, quan tâm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp khuôn viên nhà máy và phấn đấu đến tháng 10 năm 2021, nhà máy phải đi vào hoạt động, đảm bảo công suất và xuất khẩu. Đối với dự án đường trung tâm thị xã và khu hành chính mới thị xã, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiên cứu tối đa không gian công cộng và phải tạo được điểm nhấn về đô thị, cảnh quan, kiến trúc, nhất là quảng trường trung tâm, phải là nơi hội tụ và đảm bảo tổ chức các sự kiện lớn, đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài của một đô thị hiện đại. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đã đi kiểm tra dự án nhà máy xử lý rác thải Đông Triều tại xã Tràng Lương. Đây là công trình do tư nhân đầu tư với tổng mức hơn 200 tỷ đồng, sử dụng dây chuyền công nghệ đốt rác hiện đại,
vận hành tự động, được giám sát bởi hệ thống giám sát trung tâm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn về môi trường và phòng chống cháy nổ theo quy định. Theo công suất thiết kế giai đoạn 1, nhà máy có thể xử lý trên 100 tấn rác thải mỗi ngày. Sau khi chính thức đi vào vận hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2021, hiện mỗi ngày nhà máy này xử lý khoảng 80 tấn rác thải trên địa bàn thị xã Đông Triều. Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu chủ đầu tư cần nghiên cứu phương án tránh sạt lở khu vực bãi thải, cần có kè bảo vệ, nghiên cứu khu phân loại, xử lý rác thải ngay từ ban đầu, tự động hóa, giảm thiểu thủ công và sớm hoàn thiện các phương án tài chính. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã đi kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Đất Việt và Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Thị ủy khẳng định, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh nhưng cả hai công ty đều sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa vào sản xuất, doanh thu cao, thu nhập bình quân đầu người của cán bộ công nhân viên bình quân trên 14 triệu đồng một người một tháng, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Song song với việc sản xuất, cả hai công ty đều chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì định kỳ xét nghiệm hàng tuần cho 20% cán bộ công nhân viên. Đồng chí lưu ý thời gian tới, hai công ty tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt lưu ý các trường hợp lái xe tải đến nhận hàng tại công ty cần phải có khu vực riêng ngăn cách, coi đây là đối tượng có nguy cơ để ưu tiên hơn trong phòng chống dịch. Đồng thời triển khai việc tiêm phòng dịch cho cán bộ công nhân viên, chủ động các phương án sẵn sàng trong phòng chống dịch.